Hello, xin chào quý anh chị và các bạn à. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe tay ga của Honda, ví dụ như là SH này, Vision, Vao, AB. Ngoài ra thì có xe số là có Future nha mọi người. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Thư, sự trợ giới thiệu của mời Thư ạ. Hi, xin chào cả nhà yêu của anh Thư nha. Cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất của anh Thư. Có rất là nhiều khách đã theo dõi đồng hành anh Thư rất là lâu rồi. Nếu mà thời điểm này mọi người thấy giá xe rẻ nè và nhiều quà tặng nè, mọi người hãy kết bạn qua số điện thoại Zalo phía dưới màn hình, em Sư sẽ tư vấn và tặng quà thêm cho cả nhà yêu mình nha. Ưu tiên có các bạn trước, Sư được hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại thêm 1 triệu đồng nữa nha. Rồi đầu clip này sẽ có như là SH Moi, mọi người bản màu thì mọi người cũng biết rồi, rất là nhiều luôn. Ví dụ như bản C thì anh em sẽ có màu đỏ nè, màu xanh nè, màu trắng nè, là phiên bản C. 57 triệu bao VAT, liên hệ trước với em được giảm thêm 1 triệu là còn 56 triệu. Riêng phiên bản AVS em để giá giảm cho mọi người luôn là 62 triệu, bên em bao gồm có màu đen nhám nè, màu đỏ đen nè, màu bạc đen và màu xám xi măng. Đó, rất là hot trong tuần lễ hôm nay. Mà hiện tại bên em đang chợ giá siêu tốt, có nghĩa là mọi người chỉ cần mang một căn cước công dân và trả trước với em từ 8 đến 9 triệu thôi là mình sẽ sở hữu phiên bản SH như thế này luôn. Và đặc biệt không hổ là bên em duyệt hồ sơ bao nhiêu ạ? Đủ 18 tuổi là bên em đã duyệt rồi nha. Và trong tuần lễ hôm nay nếu như anh em nào mà muốn mua mà có giấy tờ gốc luôn thì ưu tiên 30% là mình sẽ nhận nha. Thay vì trước kia mình sẽ là 40-50% thì đợt này là 30% là mình sẽ được nhận cả việc gốc. Hỗ trợ tối đa cho anh em nhà mình, thu xe cũ đổi xe mới luôn. Xe không chính chủ vẫn thu giá cao bình thường. Nên là cứ thắc mắc gì bóc máy lên gọi số điện thoại dưới màn hình liền cho em nha, em tư vấn cho mọi người nha. Trong tuần lễ hôm nay sẽ có tặng định vị cho cái phiên bản đặc lịch mua SH nha mọi người. Đó. Cái này SH cao thì nó có 125, 150 và 160 luôn. Dạ đúng rồi. Như mọi người cũng biết á, 150 nó đã bỏ mẫu khá là lâu. Riêng tại cửa hàng của em thì nó đang bị còn sót lại kho tầm 3-4 xe thôi. Như là cái bản này là bản đặc biệt luôn nè, là ABS luôn nha mọi người, mâm đen nha. Mâm đen ABS 150 sale đồng giá cho mọi người là 95 triệu bao VAT. Đăng ký góp cộng thêm phí biển số với em nữa là ok luôn mọi người, trả trước với em 15 triệu nhận xe. Rồi nếu như anh em nào hít 160 trong tuần lễ hôm nay giá siêu hồi luôn nha, dao động tầm 90-96 triệu bao VAT đầy đủ. Còn riêng 125 trong tuần lễ hôm nay là chốt đơn liền. Bên em có luôn màu đặc biệt như là đen nhám có 125, rồi màu bóng, màu đen, màu trắng có 125 đầy đủ cho anh em nhà mình luôn. Dao động tầm 73 triệu bao VAT nha mọi người. Rồi trong tuần lễ hôm nay một dòng xe tay ga tiếp theo được bạn trẻ rất là săn đón luôn. Đó, đó là Vario mẫu mới nha mọi người, 2024 luôn, lên màu sẵn cho anh em nhà mình luôn. Dao động tầm 36 triệu 500, bao VAT đầy đủ, khóa thông minh thì 37 triệu 500. Đó. Tùy mẫu nha mọi người, ví dụ như anh em nào thích như là lên combo đèn hoặc là này kia gì đó, inbox riêng cho em, miễn phí lắp đặt và giảm 50% luôn. Đó. 160 thì giá sao nha? 160 thì đợt này còn cũng ít xe, mọi người sẽ xem mọi người là dao động tầm 45-50 triệu cho hai phiên bản nha. Rồi, Honda thì có Winner V3, V4 nữa nè. Honda thì mọi người tiện cái là mọi người sẽ được bảo hành toàn quốc tới 3 năm thời kỳ luôn. Ví dụ như mình đăng ký mua xe xong, cài cho mình cái app bảo hành á, mình ở liên tỉnh nè, mình đi phượt, mình đi chơi tất cả các nơi, khi mà mình thấy có cái chữ Honda của cửa hàng mình cứ tấp vào, mình bảo hành toàn quốc nha. Riêng bản này thì em xe cho mọi người là CBS là 34 triệu 500, ABS là 37 triệu 500, bao VAT đầy đủ. Góp thì cứ auto 1-2 triệu là mình nhận xe bình thường nha mọi người. Rồi bữa này Vision. Đợt này Vision em thấy cũng đang khá là chuộng màu đỏ nha, nhưng mà màu đỏ này là màu gốc nha mọi người, màu gốc của xe nha. Bản này khóa thông minh 32 triệu bao VAT. Anh em nào thích khóa thường 30 triệu 500. Lên màu nữa sẽ là 31 triệu 500, quá là đơn giản và quá là nhiều màu luôn. Còn riêng cái bản này nè sẽ là 36, như là lên bi cầu nè, lên Z-Pass nè, hoặc là lên Audi nè, giảm trực tiếp 50% cho cái chương trình này luôn. Góp thì cứ auto 2 triệu là nhận xe nha anh em nhà mình ơi. Màu nào cũng có hết trơn á, ví dụ như con này đi. Luôn biển thì tầm 345 nè, đó là khóa khóa thông minh nha. Ví rồi, dụ vậy. AB này, AB thì nó có 125, 150 và 160 luôn. Sắp tới em nghe nói là cái bản màu này bỏ mẫu cho phiên bản 125 đang rất là tiếc. Đúng rồi, nên đúng là rồi. Thời điểm này 125 mà anh em nào đang chuộng màu này, thích màu này, inbox liền cho em. Chốt đơn liền đi. Từ nhà máy đã có thông tin này thì chắc chắn sắp tới đây là không còn hàng mọi người. Và mọi người cũng biết nè, khi mà cái đèn của màu gốc của cái xe AB luôn, nó rất là đẹp luôn. Không, nói chung là mua dòng này không cần phải lên gì hết trơn. Em thấy nó rất là đẹp, dao động tầm 42 triệu 500 nha. Màu thì em có đủ. Riêng 160 á, bản Sport á, đợt này em sẽ xem mọi người luôn, dao động tầm 57 tới 59 triệu cho phiên bản AB 160. 125 thì mình trả trước cho em 3 triệu ha. 160 mình trả trước cho em từ 8 tới 10 triệu là ok nha mọi người. Cái này thì nó có Future nè. Đợt này Future em thấy mọi người cũng hay hỏi về bản màu đen nhám nè mọi người.
đen nhám thì nói chung là giá rất là rẻ nha. Bánh mâm luôn á mọi người, em sale cho mọi người chỉ có 35 triệu thôi bao VAT. Còn riêng phiên bản bánh căm sẽ là dao động tầm 33 triệu nha. À, về dòng xe số mà nó có cái này là bình phun xăng điện tử nè, tiết kiệm xăng cho anh em nhà mình nha. Hoặc là tài chính thấp hơn thì mọi người có thể mua quen pha nha mọi người. Quen pha này là bản 2024, em sẽ giảm cho mọi người luôn, trả trước cho em 1 triệu thôi cũng được nha. Còn về Vision, tất cả các bản mới trong 2024 là em sẽ về đủ luôn. Hoặc là bản màu xám ánh tím nữa nè. Nên là mọi người cứ inbox cho em. Anh Thái có quay Redis thì giá nhiêu? Quay Redis dao động tầm 21-24 triệu nha. Phiên bản bánh căm với lại bánh mâm nha. Rồi, thì đó là giá xe. Anh em có nhu cầu mình mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn anh chị bạn đã xem clip. Xin chào. Cảm ơn mọi người đã xem video clip mới nhất của em Thư nha. Ưu tiên đặt là hẹn trước sẽ được hỗ trợ chi phí sang xe thêm 1 triệu đồng nha.